ở đây có ai mà thích làm đồ handmade nè, cũng như những cái túi hoặc là những cái ví mà tự thay và mình may ra giống như tôi không nè. Vì vậy á, lần này á, là tôi quyết định là sẽ đầu tư ngay một cái máy may gia đình để ở nhà, để có thể tha hồ mà sáng tạo làm những cái mà mình yêu thích nha. Hồi nhỏ thì tôi thường may đồ búp bê nè, may túi, may ví á, nhưng mà nó rất là lâu bởi vì may bằng tay, nên bây giờ là muốn có một cái máy may để có thể là tiện hơn nè, cũng như là nhanh hơn. Thì tôi cũng lên mạng á, mà tìm hiểu thử, thì tôi thấy là máy may gia đình của Prodor thì là một hãng là xài bền nè, cũng như là có đường may siêu đẹp, nên là hôm nay tôi quyết định đó là đến cái triển lãm này á, để có thể là may thử xem coi nó có đúng không để mình biết và mình rinh về nha. Thì em máy may Prodor GS2700 này á, có kích thước rất là nhỏ gọn luôn mọi người, nhìn rất là thích bởi vì nó sẽ không có chiếm nhiều diện tích của chúng ta khi mà chúng ta sử dụng nè, có thể đặt ở nhiều vị trí nữa. Một điểm mà Hân khá là thích đó chính là mình có thể tự điều chỉnh được độ dài rộng của mũi chỉ của mình nè, cùng một cái chức năng may kim đôi mà mình có thể tự làm khuyên một ước duy nhất luôn nha. Nhưng mà cái thao tác nó vô cùng đơn giản luôn chứ không có khó khăn nữa. Sau khi trải nghiệm dưới sự là hướng dẫn của một chị nhân viên ở đây á, thì Hân đã may được một cái túi rất là dễ thương như thế này đây nè, và Hân nghĩ là nó rất là cần thiết đối với gia đình của mình, cũng như là một đứa thích làm những cái món đồ handmade gì hơn. Thì bây giờ là mình quyết định là sẽ mua một em này, các bạn có thể tham khảo nha.